48 người được giải cứu trong vụ đụng tàu ở Vịnh Hạ Long. Mạng lưới Asia News Network loan tin này hôm nay cho biết rằng tai nạn đã xảy ra hôm 2 tháng 5 khi một tàu chở du khách tham quan Vịnh Hạ Long đâm va vào một tàu hàng chở đá vào khoảng 12 giờ trưa tại khu vực Hòn Giom gần khu vực Đình Hương, đảo Chống Mái ở Vịnh Hạ Long. Bản tin dẫn lời các giới chức địa phương nói rằng vụ đâm tàu đã khiến cho tàu chở du khách bị chìm. Nguồn tin này cho biết ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các nỗ lực cứu hộ. Trên tàu chở khách có tất cả 36 người lớn và 12 trẻ em. Trong khi đó, thuyền trưởng của tàu hàng chở đá là ông Bùi Mạnh Sơn, 42 tuổi, đến từ thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Lê Hùng Thắng, Giám đốc Cảng Vụ Thủy Nội Địa thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, cho hay là dựa vào nguyên tắc tránh nhau và luật quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa, thì tại bước đầu có thể xác định là vụ va chạm có thể được quy lỗi cho tàu chở đá.